quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngóng show của Network Hub Entertainment và mình là Trang Phùng. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là CPU AMD Ryzen 5000 series xuất hiện và lời thách thức lật đổ ngôi vương. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời đến đây những vị khách mời đặc biệt. Chị Đoàn Thúy Hạnh, đại diện AMD Việt Nam. Anh Lê Duy Thanh, Power User trên các diễn đàn công nghệ. Anh Cao Sinh Tiến, đại diện của Nguyễn Công PC. Anh Bạch Thành Trung, đại diện diễn đàn VOZ, đồng thời là một creator kỳ cựu. Và bạn Trâm Anh, diễn viên nữ chính trong hot series Anh Thám Tử. Với số phát sóng lần này, chúng ta sẽ cùng thảo luận và chia sẻ về một dòng sản phẩm mà AMD vừa mới cho ra mắt, hứa hẹn sẽ làm dậy sóng giới công nghệ trong thời gian sắp tới. Đó chính là dòng CPU AMD Ryzen 5000 series. Ra mắt thì đã có rất là nhiều ý kiến cũng như là nhận xét về dòng CPU AMD Ryzen 5000 series này. Và với cương vị là nhà đại diện của AMD tại Việt Nam thì chị Hạnh có thể cho mọi người biết những đặc điểm đặc biệt của dòng CPU mới này, nó được sản xuất trên tiến trình nào và mang lại hiệu năng như thế nào hay không ạ? Xin chào Charlie, chào mọi người. Mình là Hạnh, đại diện cho AMD tại Việt Nam. Trong đợt ra mắt lần này của CPU AMD Series 5000 thì với những nổi bật về, thứ nhất đây là công nghệ mới của AMD trên dây chuyền 7 nanomet, sử dụng PCIe Gen 4 và nó là kiến trúc mới Gen 3 có tên là Vermeer. Thì đợt sản phẩm ra mắt lần này AMD cũng kỳ vọng rất nhiều tại thị trường Việt Nam nhằm hướng đến các đối tượng tiêu dùng dành cho game thủ và các người thiên về sáng tạo nội dung. AMD hiện tại đã có bước tiến trong thị trường gaming với những nhà sản xuất như là Microsoft hay là Sony đều lựa chọn vi xử lý card đồ họa của AMD cho hệ máy chơi game mới của họ. Thì anh Thanh, anh nghĩ sao về vấn đề này? Thì cũng giống như cái nền tảng từ trước thì các thế hệ game console đã sử dụng cái sản phẩm của AMD cho cái sản phẩm của họ. Và tiếp tục bước vào thì với những bước phát triển mạnh về hiệu năng của AMD trong những thế hệ gần đây thì cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên và AMD tiếp tục giữ cái thị phần lớn ở trong game console. Anh Thanh ơi, ở Ryzen 5000 series thì khả năng thực hiện tác vụ đa nhân và đơn nhân là như thế nào? Ryzen 5000 như tính ra từ thế hệ Ryzen đời đầu tới bây giờ, tức là từ Ryzen 1000, 2000, 3000 có một bước đệm nhỏ 4000, bây giờ là 5. Thì sau những cái lần thay đổi như vậy thì bây giờ hiệu năng của CPU ở trên ngay cả vấn đề là hiệu năng đơn nhân và đa nhân đã được cái bước cải tiến tăng vọt đáng kể. Và nhất là cái xung đơn nhân bây giờ đã hiện của AMD hiện tại anh thấy rất là cao và cho hiệu năng rất là tốt. Vậy anh Tiến ơi, anh nghĩ sao về câu hỏi này ạ? AMD đã có những cái bước tiến rất là mạnh mẽ trong năm qua và với dòng AMD Ryzen 5000 thì cái việc mà phát triển lên một tầm cao mới thì AMD đã thực hiện rất là tốt. Theo đó thì AMD có mức phát triển về IBC tăng lên 19% so với thế hệ cũ, cũng như là dựa trên tiến trình 7 nanomet từ TSMC được sửa đổi. Và vì vậy thì cái hiệu năng đơn nhân và đa nhân của AMD khi mà được trong những cái bài test cụ thể là tăng rất là nhiều. Với việc mình test trực tiếp thì thế hệ 5009X so với 3009X thì có thể gần như là điểm số đa nhân thì là với 3009X thì khoảng 7000 điểm trên Cyberbench R20. Tuy nhiên là 5009X thì có thể lên đến 8500 điểm, tức là chênh nhau khoảng 1500 điểm và cái việc mà gia tăng hiệu năng rất là mạnh mẽ. Với việc tạo ra nhiều nhân và nhiều luồng như vậy thì liệu CPU có phục vụ tốt cho công việc sáng tạo hay không? Thì ý kiến của anh Trung như thế nào ạ? Cái công việc sáng tạo đây chúng ta lại cần phải hỏi nhau một chút là sáng tạo cái gì? Bởi vì là cũng như bất kỳ một cái nhu cầu nào khác, từ chơi game hoặc là đến lập trình hay là thiết kế đồ họa và như dựng video chẳng hạn, thì nó đều có những cái tác vụ khác nhau. Có một số những cái tác vụ nó rất là chuộng, nó rất là thích những cái CPU có nhiều nhân, nhiều luồng, tức là nó tối ưu được cho cái việc xử lý đa luồng. Còn có một số những cái tác vụ khác chẳng hạn như xử lý hiệu ứng, tức là nó là cái dạng chuyện như mình hay nói nó là xử lý phụ thuộc, tức là cái frame đằng sau, cái công việc đằng sau nó phụ thuộc vào kết quả của công việc đằng trước. Thì những cái công việc này, những cái tác vụ này nó lại phù hợp với những cái CPU mà nó mạnh về xử lý đơn nhân này. Do vậy thì với những cái thế hệ trước của AMD thì vốn có lợi thế về xử lý đa nhân nhưng mà cái hiệu năng đơn nhân của nó không có được tốt lắm. Thì nó là cái sự đánh đổi, tức là mình sẽ được lợi ở những cái tác vụ mà yêu cầu cái
cái sự tối ưu về xử lý đa luồng, còn phải hy sinh hiệu năng ở cái xử lý đơn nhân. Còn với cái series 5000 này thì mình thấy cái xử lý đơn nhân nó rất là mạnh này. Đơn như vậy thì mình sẽ không rất là mạnh. Nó cũng vậy công nghiệp nó cao, IBC nó tăng nữa thì rõ ràng là đáp ứng được cả hai tiêu chí, vừa có IBC cao, vừa có đơn nhân cao, rồi vừa có đa luồng nhiều nhân. Nói chung là nghĩ là nó sẽ là một sự ưu thỏa cho cả nhiều tác vụ như dựng hình hay là mô phỏng, rồi ngay cả render hay edit nó dùng là cái dạng dễ hiểu là giống như online như vậy. Cái gì cũng tốt hết. Xem ra lần này đó là mảnh ghép cuối cùng rồi anh nhỉ. Thì thực tế thì với MD ấy thì trên trang chủ là ghi là với trên trang chủ spec đặc tả kỹ thuật của sản phẩm ấy thì Ryzen 9 5900X thì là up to 4.8 GHz, tức là boost lên cao mức mức đấy. Tuy nhiên là trong thực tế mà khi mà mình test thực tế với 5900X thì trên gaming Asus Corsair V8 Hero ấy thì mức xung nó lại qua cả 5 GHz. Cao hơn so với đặc tả công bố từ AMD. Và khi mà mình thử dùng vào trong cái ứng dụng Adobe Premiere ấy, thì cái việc mà dựng hình cái thao tác crop cái khung hình ấy, nó hầu như rất ít so với cái hệ thống Intel. Và đây là cái điều mà mình cảm thấy là AMD nó đã có một cái bước tiến rất là lớn so với lại thế hệ cũ cũng như là so với đối thủ. Nghe hấp dẫn thiệt luôn á. Vậy chị Hạnh ơi, theo đánh giá chung á thì với cái sức mạnh vượt trội như vậy á thì dòng Ryzen 5000 mang lại ngoài game ra thì AMD mình còn định hướng cho các cái đối tượng nào khác? Vì sao và giá bán lẻ công bố dòng sản phẩm này hiện tại như thế nào ạ? Thật ra những sản phẩm của AMD từ dòng 3000 series á, những đối tượng mà AMD hướng đến là các đối tượng thiên về sáng tạo nội dung. Và đợt này 5000 series thì phần đơn nhân của AMD gần như là đã được khắc phục trên các series, dòng series cũ. Cho nên đối với đợt sản phẩm 5000 series lần này á, thì AMD hướng chính đến gamer và đối tượng là kiến trúc và các bên đối tượng sáng tạo nội dung. Thì hiện tại giá của AMD tùy theo từng khu vực và nhà phân phối nó sẽ khác nhau. Thì Ngóng Show rất là vui được mời bạn Trâm Anh, diễn viên, nói chung là khác cái ngành nghề với mọi người. Vì khi mà ngày hôm nay nghe các anh chị chia sẻ về cái lĩnh vực công nghệ thì về sản phẩm mới của nhà AMD đó chính là dòng CPU thì Trâm Anh cảm nhận như thế nào? Nhưng mà trước tiên thì chắc là Trâm Anh sẽ chia sẻ một xíu về cái nghề nghiệp. Trước hết em xin chào các anh chị, chào các bạn đang xem chương trình. Em tên là Trâm Anh thì hiện tại em đang là một diễn viên và series mà mọi người sẽ mỗi tuần đều nhìn thấy em đó chính là series Em Thám Tử. Thì thật sự em là một con người nói thẳng ra là bị mù công nghệ với mọi người, cho nên em có một câu hỏi rất là thắc mắc muốn hỏi các anh chị. CPU là cái cục cái thùng bự bự để dưới cái máy tính đúng không? Đúng rồi, tức là trước kia những năm đầu á thì người ta có cái khái niệm là CPU là một cái thùng máy. Dạ, dạ đúng rồi, cái là nhưng mà vấn đề hồi nãy giờ mình đang nói là CPU nó là một, em để chị giới thiệu em có thể coi nó hiểu, nó là một con chip, nó là một bộ vi xử lý, một cái não của cái thùng đó nằm ở bên trong, còn cái thùng đó là nguyên một cái thùng máy. Nhưng mà bé bé nằm trong cái thùng to đó. Đó đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Hên quá hôm nay được mở mang kiến thức. Về cái việc mà nãy giờ em nghe mọi người chia sẻ về sáng tạo nội dung và làm dựng khung hình phim nữa thì em có một cái thắc mắc, đó chính là ví dụ như là cái cục máy nó càng ngày nó càng mạnh á thì mình phải sử dụng một cái máy như thế nào để phù hợp với cái máy mà mình mới ra này á, thì mình phải lựa chọn một cái máy tính như thế nào để phù hợp với nó. Vậy là trong tương lai Trâm Anh đang muốn build một dàn máy đúng không? Làm phim riêng cho mình hay sao? Thật ra thì em không có đủ khả năng để làm phim hay là build. Thì thật ra là sắp tới thì em cùng với những người bạn của mình sẽ làm một cái kênh YouTube nho nhỏ và sẽ làm những cái bộ phim mà mình yêu thích. Thì lúc đó thì tụi em cũng muốn là tự làm theo cái gì, những gì mà mình sáng tạo thì nó sẽ thoải mái hơn là mình đi ra ngoài mình hợp tác với một người khác. Thì lúc đó thì chắc chắn sẽ có build một dàn máy nho nhỏ để dựng phim. Thì em cũng đang rất là thắc mắc là một cái bộ máy như thế nào thì sẽ tốt nhất để cho cái việc diễn. Vậy thì anh Tiến đi, anh có thể giúp bạn về cái cấu hình máy như thế nào để phù hợp với dòng CPU mới của AMD ạ? Thì thực ra thì AMD đã nổi danh trong cái thị trường công nghệ từ rất lâu, là vào một cái sản phẩm mà mang lại cái hiệu năng trên giá cả rất là cao.
đối với những cái tín đồ công nghệ mà chưa có thể đầu tư một cái dàn máy khủng vì chi phí rất là cao, thì cái việc lựa chọn một cái hệ thống AMD là rất là phù hợp. Và với thế hệ 5000 Ryzen 5000 mới ra này thì cái việc mà tỷ lệ hiệu năng chính xác cá nó lại tốt hơn nữa. Vì vậy thì anh khuyến nghị cho em sử dụng cái vi xử lý Ryzen 9 5900X cộng với lại kết hợp cùng với lại một cái dòng VGA mới được giới thiệu gần đây nhất từ AMD, đó là dòng Big Navi. Và AMD đã sử dụng rất nhiều công nghệ mới, trong đó có việc kết hợp giữa CPU AMD và GPU của AMD để gia tăng hiệu năng một cách tốt nhất trong các ứng dụng game cũng như là các cái ứng dụng về cho người nội dung sáng tạo. Và nếu em cần thiết thì em có thể đến một cái đơn vị chuyên về AMD cũng như là chuyên về các giải pháp high-end như là Nguyễn Công BC để được tư vấn một cách cụ thể nhất. Với những thông tin vừa được chia sẻ về dòng CPU Ryzen AMD 5000 series này thì chắc chắn là các bạn cũng đã trả lời cho mình được những cái thắc mắc rồi đúng không? Và vừa rồi thì anh Tiến cũng có nhắc nhẹ về một dòng Vega mới mà nhà AMD sẽ cho ra mắt vào ngày 18 tháng 11. Đó chính là dòng Vega AMD Radeon RX 6000. Đó cũng chính là chủ đề sẽ được bàn luận trong ngóng show phần 2 được công bố vào ngày 19 tháng 11 trên kênh Network Hub Entertainment. Thay mặt cho ngóng show cũng như là Network Hub Entertainment, cảm ơn các anh chị ngày hôm nay đã có mặt ở đây để cùng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc cho tất cả các bạn. Và bây giờ thì thời lượng của ngóng show cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngóng show kỳ tới.